sau khi mà nó ra buồng á, khoảng được từ khi mà nó ra buồng á khoảng mất 6 tháng thì nó sẽ chích ở ở ở ở, ở tại vườn. Thì một một cái buồng như vậy có thể bán được khoảng từ 10 ở đây nó rõ hơn là hồi xưa á, là cái thời cách mạng, nói chung là cái dừa nước của mình nó được che chở đi gõ 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 cái cuống dừa này, có giống như có một cái dụng cụ hay cái chài thôi, cái cuống dừa đó thì kêu là kích thích, kêu hay tụi em hay gọi là một tháng liên tục làm trong vòng từ 1 đến 3 tháng đó, thì tới một lúc nào đó các anh sẽ có những cái dừa ở trong đây, thì bây giờ là sẽ các anh sẽ nuôi lớn cái buồng dừa, bắt đầu nó tiếp tục nó tiết ra những cái giọt mật như giá trị dinh dưỡng đó, kêu bị thao túng tâm lý á. Sẽ được tăng lên gấp nhiều lần, gấp 30 lần nữa. Có nghĩa là một cái này trước đó là bỏ, nhưng mình thu được cơm dừa, thu được mật dừa. Thì cái mật dừa ở đây cái vị nó rất là ngọt và đặc trưng. Có nghĩa là nó sẽ lấy được cái những cái chất dinh dưỡng từ trong đất và nước. Nó sẽ đưa lên cái lá dừa trước cho cái buồng dừa của mình để mà ra cái sản phẩm đó. Thì từ cái những cái mật đó tụi em mới đem về nhà máy chế biến ra những cái sản phẩm mà sâu hơn nữa như mật dừa nước cô đặc hay là đường dừa nước. Dạ. Thì xin nói thêm một đất rồi sau đó là từ những cái buồng này nó trôi theo, bắt đầu là nó thành một những cây non bắt đầu nó sẽ cứ trôi chứ nó không có phải là theo mùa vụ, nên cái việc mà khai thác cái mật dừa nước này nó sẽ anh nông dân á thì có thể là thu nhập có thể thu nhập lên cái thu nhập á là một tháng có thể là hơn 10 triệu một nông dân. Dạ, có nghĩa là cứ gắn bó với cái nghề này luôn. Dạ, hiện tại cũng là khoảng 10 mấy hộ nông dân và đang làm cùng làm việc với em. Dạ, hiện tại thì là tiêu chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế là USDA, EU và của Nhật luôn. Đó là đã hoàn thành cái chứng nhận hữu cơ đó rồi. Được giá trị rất là nhiều lần rồi. Đó là về cái thứ hai nữa là nó không có phụ thuộc vào mùa vụ cũng như chất lượng cây dừa nước này. Giống như các anh chị thấy là nó giống như một cái cây trồng để nó có thể nó hấp thụ cái CO2 và nó nhả ra oxy. Thì đây là một có thể là khi mà nhưng mà có một cái điểm hay là gì, ví dụ như là hấp thụ nếu mà những cái dừa nước trước giờ thì mình làm như thế này không á, thì cái việc hấp thụ CO2 nó ví dụ như nó được khoảng 100 theo thống kê của nó là gì, carbon hydrate là cũng là carbon ở trong đó, thì có nghĩa là nó sẽ tích tụ cái nó lấy đường đó thì mình đưa vào sử dụng, thì có nghĩa là mình có thể coi đây giống như là một cái cỗ máy hấp thụ CO2 để dinh dưỡng cái cuộc sống cho đời sống của con người của mình. Đó là kiểu học cái cỗ máy hấp thụ CO2 như vậy. Khoảng là 137 tấn carbon trên 1 hecta. Còn nếu mà khai thác mật này á, cái con số cũng phải thì cái gì đó là về cái thì nó cũng là hướng tới cái mình có thể là ngoài để thì nó tạo ra được thu nhập thêm cho bà con rất là lớn, tăng lên có thể gấp 10 lần. Giống như hồi xưa bà con chỉ chặt lá, một cái việc mà chặt lá như thế này. Nhưng mà bây giờ còn có thể thu nhập lên gấp 12 lần đó. Ngoài ra được cái mật dừa, rồi từ đó là mình thu hoạch được mật dừa, mình thể bán được tính trị carbon, hay là nó đã góp phần được cái việc mà dưới những cái con là thủy sản ở trên cái đất mà có vườn dừa. Nói về cái yếu tố môi trường thì nãy là nó hấp thụ CO2 rồi, thứ hai nữa là nó sẽ góp phần mà chống sẽ là rất là phù hợp cho khoảng từ 5 tới 10 phút ạ. Dạ. Nếu mà mình muốn cảm nhận á là ngay cái đầu cuống á là nó đang tiết ra những cái giọt mật á, anh chị có thể là cái muối khoáng. Cái giữa dừa nước và cái dừa đan nó khác biệt gì đâu. Dạ, không lát em có chuẩn bị những cái bịch nước ở trong nhà, lát mình có thể vô cái này.
Đây là những cái cuốn dừa nó ra nước trực tiếp luôn nè anh chị, anh chị có thể một thu hoạch được 1 lít và mình thu hoạch được liên tục 30 ngày. Dạ. Đúng rồi. Cho em cắt. Chị Hương, chị Hương, chụp cho em.